và người dân Tây Ban Nha đã có những cảm tưởng mâu thuẫn đối với tin tức Tổng thống Hugo Chavez từ trần. Tờ báo thiên hữu La Razón đăng bản tin với cái tựa đề "Cái chết của một nhà lãnh đạo". Trong khi đó, tờ báo El País thiên tả đăng tin dưới tựa đề "Bệnh tật đã đánh bại Chavez". Bà Paloma Ferrer là một công chức nói rằng bà ta hy vọng Venezuela sẽ tiếp tục bình an sau khi ông Chavez qua đời. Ông John Diaz nói ông Chavez mất sẽ không tạo nên ảnh hưởng chính trị nào. Được đắc cử lần đầu tiên vào năm 1998, ông Chavez đã phát động một cuộc cách mạng lấy tên là Cuộc Cách mạng Bolivar, là tên của một vị anh hùng tranh đấu giành độc lập Simon Bolivar vào thế kỷ thứ 19. Chủ trương của ông Chavez là phân phối công bằng sự giàu có ở trong nước với tinh thần quốc gia của ông Bolivar. Ông Andro nói rằng, mặc dù ông ta không đồng ý với ông Chavez, nhưng người dân Venezuela đang ngưỡng mộ ông Chavez và sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc cách mạng Bolivar.